nhiều cũng nói không được. Dạ, cây bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn đã chưa trở lại kênh. Cây bonsai Cần Thơ cũng chia sẻ cô chú anh chị xem một vườn mai của anh Tình ở xã Tân Thiền, xã Bến Tre. Những clip vừa qua thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ hết. Tục mình mời cô chú anh chị lên clip mới, anh Tình sẽ chia sẻ cô chú anh chị chọn những cái mai thành phẩm chơi Tết. Tết sắp đến thì cây bonsai Cần Thơ kính chúc cô chú anh chị chọn những cây mai ưng ý về chơi kiển chơi Tết ha, năm 2021. Rồi làm ăn phát tài phát đạt thuận lợi, đặc biệt là đại gia đình luôn hạnh phúc sum vầy Tết 2021 hay của chú anh chị bạn. Đây thì thân tình lúc nào mình cũng hay lia những cái mai bự, có dịp thì anh sẽ báo giá cho từng cây cho cô chú anh chị hợp nhãn liên hệ. Đây là những cây vip giá không nghị luôn của chú anh chị bạn, bự hoành lớn, 4 mấy, 3 mấy, 5 mấy, từng chậu lâu ha, củ đế đẹp luôn, đủ loại luôn chú chị bạn, đa dạng giống, Thủ Đức, Đa Phúc, rồi đó mất thời gian thì lọc cũng khó luôn ha, thì bắt mình vô clip với chú chị bạn. Hôm nay thì anh chia sẻ cùng chú chị những cây mai như thế này ha, đây cây nào đẹp đấy cuối, đủ kẹo, đây lọc, tạo dáng bonsai đầy đủ luôn, có đầy đủ hết. Hàng mini cũng có luôn nha chú gì bạn. Dạ chào anh Tinh ơi. Rồi em chào Linh, chào kính mong sang thơ và chào tất cả cô chú ít mai vàng cả nước nha. Thì hôm nay em cũng lên cái clip tiếp theo bán mai thành phẩm chơi Tết luôn chú. Rồi địa chỉ của con cũng là xã Tân Thiền, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre. Số máy điện thoại cũng là 0898147896. Hôm nay em tính từ mã số là A luôn chú. Có lên có 3 loại mặt hàng Thủ Đức, Đa Phúc, có 1-2 cây Thủ Đa Phúc nha, cái Thủ Đức à. Dạ. Còn như là thủ như gốc nhớt với Phú Tăng. Gốc nhớt ghép 3 mùa với 2 mùa nha cô chú. Rồi đầu tiên là một em thu gốc nhớt em ghép 3 năm nha. Rồi gốc nhớt 3 năm. Giả Thủ Đức nha cô chú. Đây cái giả Thủ Đức anh chú chị bạn. Em đo chiều cao cây này thì nụ thì khá nha cô chú. Và chiều cao này được 54. Dạ, chiều cao 54. Tán ngang được 54 luôn. Đủ kẹo luôn á, đều luôn cô chú các bạn. Cây này có một cái củ rất là đẹp nha cô chú. Đủ dài tới dưới luôn ha. Củ tròn đẹp. Để em đo hoành cái cây này nha. Hoành em đo vị trí này được 7,5 nè Linh. Rồi, hoành 7,5 chú chị bạn ơi. Đủ kẹo dưới từ dưới lên trên ha cô chú chị bạn. Rồi cây đầu clip K1 này em cũng giao lưu với cô chú rồi, giá 300 nha. Rồi giá 300 cho chú chị bạn ship luôn. Cho cô chú về mình chơi Tết luôn. Rồi cứ khi ship em sẽ không ship chậu nha Linh. Hàng nhỏ này em ship chậu nha. Rồi hàng nhỏ. Nếu mà cô chú ship chậu thì cô chú phụ em thêm 20 ngàn tiền ship nha. Rồi. Rồi em đổi cây. Rồi cho anh Tình cũng có đang làm hàng lục bình ha. Dạ. Mai nè. Cô chú chị thích đặt hàng thì anh sẽ làm cho chú chị như thế này cho chú chị các bạn. Ủa cái như thế này mình ra bán giá như sao anh Tình? Cái đó thì em cũng mới có tạo mẫu chưa có chưa công giá. Dạ. Còn hay cũng chưa có bắt mắt nên em chưa cũng chưa có giá, thì anh em nào cứ thích thì liên hệ em nha. À, dạ. À. Đây mình bán lên. Mình qua hai cái gì bạn. Rồi cây bạn rất là đẹp á. Rồi A2 này một em Đa Phúc nha Linh. Dán trực. Rồi mai Đa Phúc dán trực cũng nở đế đều nha. Cũng rất à. Rồi chiều cao ở được 98 nha cô chú. Chiều cao 98 tán ngang là được 102 nha. Mai Đa Phúc nha. Nụ thì khích luôn nha cô chú. Trên đọt luôn từ dưới dài dài xuống nha. Điều luôn cái cây này mà. Nó cũng có cái thế cũng là rất là đà gọc nha cô chú. Dán trực nha cô chú. Tàn tròn. Cô chú kỹ nha. Dán trực mà thăng lắc. Rồi hoành nó được 27 yếu em tính 26 cô chú ơi. Rồi hoành 26 quay vòng đế luôn. Đây nở đẹp anh chứ mà. Điều. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú rồi, giá là 1,9 triệu nha. Em bao ship toàn quốc luôn nha, ship luôn cái chậu luôn. Rồi giá 1,9 triệu luôn, chúng chị bao ship luôn. Rồi tặng là ship luôn cái chậu cho chị bạn. Em đổi cây luôn. Dạ phép đổi cây. Rồi. Theo là mã số A3. Xem mã số A3 chúng chị bạn ơi. A3 là một em Thủ Đức nha cô chú. Em này em ghép cũng được 4 năm nha. Nói chung thì nó cũng liền cái đầu luôn rồi. Nụ kẹo ha, từ trên dài dài nó cặp nhỏ luôn. Rất là nhiều nụ anh chú chị bạn. Kẹo luôn. Em đo chiều cao luôn.
Chiều cao cây này nó được 96 cô chú ơi. Cái như liền đầu rồi nè, cũng 8100 nha cô chú. Chiều cao 96, 8100 cho chú chị bạn. Đủ kẹo luôn á chú. Cây này nó liền đầu luôn, còn chút nó liền. Hồi hoành nó đây nó được 14 cô chú ơi. Cây này có một cái đế cũng khá thấy cưng nha. Hoành 14. Rồi cây mã số là T3 A3 này em cũng giao lưu với cô chú là giá là 950 nha Linh. Dạ rồi, cái này 950 chú nhiều bạn ơi. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Cái này em không ship chậu nha cô chú, này thì em rút bầu ra nha cho cô chú, về cô chú vô chậu đẹp cô chú chơi nha. Nói chung cây này nó bó bầu rồi. Vậy nó cứ ngắt luôn. Rồi. Em đổi cây luôn Linh. Rồi phép đổi cây chú nhiều bạn ơi. Đủ rất là nhiều á, kẹo á. Rồi. A4 là một cặp thôi cô chú. Cặp gốc nhất em ghép được 2 mùa nha cô chú. Rồi, gốc nhất cặp. Này tàn tán thì em cũng chỉnh hết rồi nha. Vì cô chú về chỉ chờ ra dây mình chơi thôi. Nụ. Không cần làm gì hết nha, nụ rất là nhiều nha. Nụ đều luôn cô chú cho bạn. Rồi rồi chiều cao luôn, cặp này rất là xứng nha cô chú. Rồi chiều cao này nó được cây này nó được 48 nha. Em này cũng thì được 50. Nụ kẹo trên ha. Mini mà cái này dàn này nó cũng đế cũng thường luôn chứ, hoành thì tầm 6 nha, 6-7 gốc nở thôi. Đó, tại vì này nằm sâu chứ cái mà cây rất là mạnh chút, rễ cám rất là nhiều nha, dở lên hào hào cứ ngắt luôn ha cô chú chị. Đế nở nha, đế nở nè, rễ nó nằm dưới đây đế nở. Cây này nụ rất là nhiều cặp này ha. Rồi cặp này cặp A4 này em cũng giao lưu với cô chú là giá là 400 nha Linh. Dạ rồi, giá 400 ha cô chú chị bạn ơi. Giá 400. Em bao ship tổng quát luôn nha. Cái này hàng mặt hàng này em không ship chậu đâu chú. Rồi phép đổi cặp luôn. Rồi tiếp theo mã số. Số 5. Rồi tiếp theo là mã số A5 nha cô chú. A5 cô chú chị bạn. Một em phú tăng. Em ghép được 2 năm nha cô chú. Này em ghép được 2 bo. Tàn tròn. Cây này tàn rất là đẹp nha, nụ rất là nhiều cô chú. Để hình thú lực thôi. Nụ là kẹo luôn cô chú anh chị bạn. Phú tân này cái thời tiết là mùa lạnh này cô chú anh chị mùa bắt là ok đó. Dễ nở. Rồi, giờ chiều cao này được 97 nha cô chú. Quá trời nụ ha. 8100 chẳng luôn chú ơi. Một bông chùm cô chú anh chị bạn. Cái hàng phú tân này cô chú mua 80 yên tâm. Thời tiết nào nó vẫn là nở nha, thì nó không kỳ thời tiết cô chú. Đặc biệt là nụ nó rất là nhiều kẹo luôn nè. Bông nó thì từ 8 tới 15 cánh nha. Cánh thẳng nhị đỏ đẹp lắm. Trong nó như thủ luôn rồi, tàn tròn kính mít luôn rồi. Thủ Đức, nó như Thủ Đức là 1-1-2 nha. Rồi hoành ở đây em đo đây là được 21 anh Linh. Rồi hoành 21. Rồi. Thủ đẹp luôn ha, thằng lắc lửa. Rồi cây A5 này em cũng giao lưu với cô chú là giá là 1,7 triệu anh Linh. Rồi, giá 1,7 triệu cho chị bạn ơi. Rồi, em bao ship toàn quốc luôn nha, em ship luôn cái chậu luôn cô chú. Rồi em đổi cây luôn. Đổi cây luôn cho chị bạn ơi. Tiếp theo mã số A6. A6 là một em gốc nhất lên đây. Em này nụ thì rất là nhiều, hàng mô sai lùng lực. Nụ kẹo có chút các bạn nè. Rồi chiều cao này 50 nha. 8 ngang rồi được 52. Chi chích thì dài luôn ha. Hoành thân em này tầm 7,5 thôi chú. Em đo luôn. Chung đoán cũng không được. Này gốc này cũng khoảng 7,5 7 à, gì 8 gì. 7 cứng luôn 1,8 luôn chú. Hoành 1,8 luôn. Nở cũ lên chứ bạn. Các bạn liền cốt luôn cô chú nhiều bạn ơi. Cây A6 này em cũng giao lưu với cô chú là giá là 250 nha anh. Được rồi, giá 250 chú nhiều bạn ơi. A6 ship toàn quốc nha. Ship luôn cái chậu luôn. Đó cây. Rồi, cây A7. Rồi một em Thủ Đức ghép được 3 năm nữa lên. Cái em này có một cú đế rất là đẹp nha cô chú. Đây, ô thằng do nữa. Này liền cốt luôn cô chú. Em đo hoành luôn, sẵn em đo hoành luôn. Nụ rất là nhiều. Rồi hoành cái này được 8 luôn lên đây. À hoành này 8 rồi chú chị bạn. Thì có khoảng đó. Từ rồi 7, chiều cao rồi nó được 62. Rưỡi 8, 9. 8 ngang rồi được 52. Đặc biệt là mini nụ rất là nhiều kẹo luôn chú chị bạn. Vàng sáng đẹp luôn. Rồi cây mã số A6 này em cũng giao lưu cô chú rồi giá là 300 lên. Rồi giá 300 rồi chú chị bạn, A6. Rồi em đổi cây luôn. Rồi, phép đổi cây chú gì bạn ơi. Cái hàng gốc nhất này còn rất là nhiều chú. Cô chú cứ mua số lượng lớn em có nha. Tự nhiên. Bàn xây cái là cây A7 nha anh Linh. Rồi một em Đa Phúc. Mà Đa Phúc.
rất là đẹp ha, tàn tròn. Đánh đi. Lực. Mai đa phúc chứ chị bạn. Này là giá đa phúc luôn chú. Cái này em ghép được mới được 5 rưỡi nữa nè. 1 năm rưỡi mà nụ rất là kẹo luôn chứ. Rồi chiều cao cái này được 105. Giảm. Tán ngang là được 105 luôn lên đây. Từ 8 đến 10 18 18 cánh luôn, từ 8 18 cánh. Bốc nó cái hoành nó được 24 nha. Đậu kẹo luôn ha. Cái thằng này gà mặt bông nó gà cũng từ 8 tới 15 cái mười mấy cánh nha chú. Cũng được cái là nó nở sai bông nha. Từ 4 bông từ 6 bông tới 8 bông. Để nở đẹp hơn chú như vậy. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú rồi, giá là 1.9 luôn lên. Dạ rồi, giá 1.9 luôn chú anh chị bạn ơi. Rồi, em bao ship toàn quốc luôn nha. Cái này là A7 hả? Dạ A7. Rồi em đổi cây luôn. Rồi phép đổi cây chú chị bạn. Nãy giờ. Rồi cái tiếp theo A8 một em Thủ Đức gấp 3 năm nữa lên. Rồi 3 năm gấp nhất luôn, đẹp luôn, nụ kẹo luôn nè. Mini. Giá hữu nghị luôn chú chị bạn. Em này hoành rất là to nha. Nụ kẹo ha. Giá này của chú chơi là hợp lý nha. Rồi, chiều cao nó được 54 nha lên. Rồi, chiều cao 54. 8 ngàn được 50. Quá trời nụ ha. 8 ngàn 50 chú chị bạn. Quỳnh thăng là được 8 luôn chú. Rồi, quỳnh thăng 8. Cũ, thần do, nở cũ liền cốt nha chú chị bạn. Rồi cây có mã số A8 này em cũng giao lưu của chú rồi, cũng là giá 300 nha. Rồi giá 300. Em dán thông. Rồi em đổi cây luôn. Đẹp. Quàng quay dưới chân dưới. Sửa lại dưới. Rồi cái này mã số A9 nha chú chị. Rồi A9 là một em Phú Tân nó lên. Phú Tân. Em này có một cái bộ đế cũng khá quái nha. Tại rất là tròn kính nha chú chị bạn, đế nè. Rồi sẵn em đồ hoành luôn. Rồi hoành nó được 23 lên đây. Rồi hoành 23 chú chị bạn ơi. Đế lực nha chú chị bạn. Chiều cao rồi nó được 96. Tàn tròn. Nụ kẹo luôn. 8.105 nha lên. Nụ quá trời nụ luôn, quá trời nụ lên trên nữa. Kẹo luôn của chú chị bạn ơi. Rồi cây có mã số gà A9. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú. Cây này em cũng giao lưu cô chú anh chị gần xa, giá gà 2.1 lên. Rồi cái này giá 2.1 chú chị bạn ơi. Bông quá này, trời nụ quá trời kẹo luôn. Cái này hiện tại đã nằm trong 4 tấc luôn chú. 4 tấc nha. Lọt lòng luôn chú. Rồi em đổi cây luôn. Giá giao lưu cái này. Rồi cây 2.1 anh đi. 2.1 của chú chị bạn ơi. Rồi. Rồi tiếp theo là một cặp Thủ Đức 2 năm nữa anh lên đây. Em này thì nói gì nụ thì dữ lắm, nụ nhiều nha cô chú. Rất này là A10 chú chị bạn. A10. Cặp Thủ Đức. Nụ kẹo mini. Quá trời kẹo luôn nè. Quá trời. To sáng đẹp. Cây nào cũng diễn không? Nụ rất là nhiều. Mini mà nụ gì quá trời nhiều luôn chú chị mai. Em này hoành thang thì cũng khoảng là 6 nha chú. Nở cũ liền có. Em nó chiều cao luôn. Nụ rất là nhiều nha. Rồi chiều cao này được 46 nha. Nụ rất nở đẹp. Em này thì được 59. Nụ quá kẹo luôn ha. Rồi cặp này em cũng giao lưu cô chú rồi, giá cũng là 400 lên. Dạ rồi giá 400 của chú chị mai. Cây 200. Nếu cô chú lấy chậu của chú xếp chậu luôn thì cặp này là nó 4.2 chú. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi em đổi cây luôn. Tiếp theo mã số A11. Ôi A11 là một em Phú Tân nữa đây. Rồi cái này Phú Tân chú chị phải A11. Phú Tân. Tàn cũng tròn do, đế đẹp luôn. Em ghép được 2 nụ kẹo 2 năm nha. Còn thú đẹp luôn. Ừ. Nó đu nó ngoái nhìn cưng ha. Rồi quanh em này được 17 lên đây. Rồi quanh 17 chú chị ba ơi. Cái cụ nở nha. Cụ nở thành thú. Rồi chiều cao nó được 85 nha cô chú. Đặc biệt nụ bao la luôn, chơi tết luôn cô chú. Rồi tán ngang rồi được 894. Điều luôn. Tán ngang 84. Rồi cây am A11 này em cũng giao lưu với cô chú rồi, giá là 1.7 nha lên. Luôn ha. Kẹo luôn chú. Giá 1.7 chú chị bạn ơi. 1.700.000 em ship toàn quốc nha. Nụ kẹo luôn á chú chị bạn. Dạ Phú Tân. Thời tiết lạnh lạnh nó cũng nở tốt hết. Có mặt bông nè, tại vì cái này nó nở rất là nhìn lâu luôn chú. Nở lâu mà bông đẹp nữa đó. Bông thì nó không to Thủ Đức nhưng mà được cái là bông nó thẳng sáng nha. Tròn đẹp. Thích luôn. Dạ rồi luôn. Em đổi cây luôn. Rồi phải có cây. Cũng từ 8 12 cánh luôn đó chú nhìn bạn. Rồi tiếp theo là một em Thủ Đức em ghép được A12.
rồi chưa? 22 gà, một em Thủ Đức lên đây. Rồi em Thủ Đức nha. Em này có một cái củ rất là gà đẹp nha cô chú. Em có cái đít là bự. Cây này rất là đẹp nha. Đít to. Lực này cái này càng ngày nó càng đẹp lắm như bạn. Đây gốc đẹp. Rồi Hoành Thăng nó được 8 lên đây. Rồi Hoành Thăng là 8. Em này thì lùn nha, không có cao. Chiều cao nó được 51. Đủ kẹo luôn ha. Tráng ngang được 56 nha cô chú. Nhỏ nhưng mà nụ quá trời luôn. Tới cái này nó nhờ một cái là chân cành nó tứ diện cô chú, nó đều nha. Nói chung thì ta sang sát nha. Không chỗ nào trống nha, này thì em cũng chỉnh sửa rồi. Rồi cái này em cũng giao lưu cô chú và giá 300 lên đây. Rồi giá 300 chứ gì mà A10. Cũng nghĩ cho cô chú chị mình chơi kiển chơi Tết luôn nha. Cái năm 2021 này luôn. Cây này rất là đẹp cô chú. Rồi em đổi cây luôn. Đổi cây. Rồi A13. Rồi một em Phú Tăng nữa lên đây. Em này có một cái bộ đế cũng là rất là quái nha cô chú. Em Phú Tăng. Tàn tròn. Bàn xây. Ở dưới đế dưới đúng không, trên nụ kẹo luôn chứ gì bạn, nụ bao la luôn á, tàn rất là nụ tròn, nụ rất là nhiều nha, nụ thì khỏi chê luôn, kẹo nè, thuộc con dạo thua với Đức chứ, từ 82 cánh một chùm, và chiều cao nó được 99, quá trời luôn, trên đọt nè, rồi tán ngang là được 113. Nói chung mặt hàng này thì em thời điểm này Phú Tăng quá trời nó nổi lên. Cái em có cái bí quyết là làm cho nụ nó lên nhiều không chú. Nói chung thì nụ em không có tứ phan, bỏ phan này cũng bao tháng trời, màu lá rất là còn tươi nha. Kẹo luôn nụ nè. Cái màu lá rất là xấu nhưng mà đựng cái là nụ lên rất là nhiều nha, rất là đỉnh. Để hình thú cũng khá đẹp. Rồi em đo hoành luôn. Một con thú luôn, hình thú luôn. Rồi hoành nó được 23 nữa nè. Rồi hoành 23 chú gì bạn ơi. À. Rồi cây này em cũng cây A10. Tàn tròn. A13 phải không ta? Cây A13 này em cũng giao lưu cô chú cũng là giá là 2,1 luôn lên. Rồi, giá 2,1 chú chị bác ơi. Rồi, em bao ship toàn quá, em ship luôn cái chậu này, mặt hàng mai lớn này em ship chậu hay không chú? Rồi, phải đổi cây. Rồi, em đổi cây. Bỏ ra đi. Cái cặp nhỏ đi. Rồi, A14 là một em Thủ Đức lên đây. Rồi mấy Thủ Đức nha chú chị bạn. Em này dáng chụp mini. Củ nở. Củ nở liền cốt hết rồi. Còn xíu xíu. Hoành Thăng này nó cũng là khoảng là 8 nha chú. 7 rưỡi tới 8 nha. 8 nha cô chú. Hoành 8. Cái cốt rất là to nha. Nụ có đầy đủ bao la nè. Rồi chiều cao cái này nó được 58 nha chú ơi. Tán ngang thì nó 56 nha. Rất là nhiều ha. Rồi cây có mã số là A14 này em cũng giao lưu cô chú là giá là 250 nha lên. Rồi giá 250 như vậy bạn. Giờ cho anh em mình chơi Tết luôn. Cái mặt hàng này em còn cả số lượng cả ngàn cây cô chú. Nói chung thì cô chú chốt số lượng lớn em cũng có nha. Rồi em đổi cây luôn. Đổi cây có gì bạn. Rồi cặp A15. Rồi một em A15. Gấp nhất em gấp được 2 mùa nữa lên đây. Trời chứ hụ kẹo luôn. Cái mặt hàng này nó chung là nó rất là chuẩn cô chú. Tàn tán thì cô chú yên tâm. Càng kính mít càng do ha. Nó lùng lực nhưng mà cô chú thấy nó đàn rất là đều nha. Rồi chiều cao cái này được 46 nha chú. Dạ rồi, chiều cao khoảng 46. Rồi cây này thì được 40. Từ 40 đến 46. Tàn ngang cây này được 60 nha. Em bên đây thì nhỏ hơn em đây được 50 của chú ơi. Nở. Cái hoành đó là khoảng là 7,5 nha chú. Rồi cây này như liền cốt chị. Em này thì nó khoảng là 5 nhưng mà cái củ cũng có củ rất là đẹp nha. Củ to ha. Rồi cặp A15 này em cũng giao lưu cô chú rồi giá 400 lên. Nụ nhiều. Rồi giá 400 luôn chú chị bạn. Em bao ship toàn quốc nha, em ship không ship chậu luôn chú. Cái mặt hàng này cô chú yên tâm nó rất là mạnh nha anh Linh. Ồ liền. Rễ ra rất là mạnh nha. Nên không cần lấy chậu đâu. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là A16 là một em Phú Tăng nữa lên đây. A16 Phú Tăng tàn tròn đẹp luôn chú chị bạn. Tiếp tục nha. Em này thì có một cây co gắt cũng rất là đẹp nha. Em này là mình chơi hàng bonsai rất là ok. Nụ thì kẹo lên chứ gì bạn. Hàng Phú Tăng này nụ rất là nhỏ nhưng mà cô chú lấy lá ra nó rất là nhanh nha cô chú. Rồi chiều cao này lục lực nó chiều cao nó còn được 64 cô chú ơi. Rồi chiều cao 64. Tán ngang cây này quá, thì được nụ. 90. Rồi tán ngang 90 chú gì bạn. Rồi nó bông hơi khủng luôn. Rồi Hoành Thăng đã được 17 cô chú. Rồi Hoành Thăng cái này 17. Rồi, nó có một cái co gắt rất là đẹp nha. Nó làm như một con thú ẩn đầu nha. Ngoái đầu nha. Đó, hình nó nhìn rất đẹp ha. Rồi cây này em bài cũng giao lưu với cô chú là giá là 1,6 triệu nha lên. Rồi giá 1,6 triệu.
Em bao ship toàn quá, em ship luôn cái chậu chú. Chậu Phú Tân. Rồi em đổi cây luôn. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo là cây A17 là một em Thủ Đức nên lên đây. Ủa, em này. Luôn. Em này có một củ đế cũng là rất là thấy cưng nha cô chú. Rất là đẹp. Quá trời củ trời do đẹp đó. Đẹp. Nở. Đít chà bá lửa. Đít bự. Rồi hoành nó được 8 rưỡi cô chú ơi. À hoành 8 rưỡi. Em này hàng mua sai lùng lực. Rồi chiều cao này được 45. Đủ kẹo luôn. Tán ngang thì được 49 nha. Đủ rất là nhiều luôn. Rồi cây này em cũng cây A17 này em cũng giao lưu cô chú rồi cũng là giá 250 cô chú. Rồi giá 250 tốn gì bạn ơi. A17. Em bao ship toàn quốc. Nụ nhiều. Cái mặt hàng này em không ship chậu nha. Nếu mà cô chú nữa cây này 4250 cô chú, nếu mà lấy chậu thì là 270 cô chú. Thì cô chú lấy chậu thì cô chú alo em nha. Rồi 250. Rồi A17. Rồi A18 là một em Thủ Đức nó lên đây. Em thì nụ nó rất là đỉnh nha, nụ nó thằng này thì nó không bằng cái thằng gốc nhất 2 năm 3 năm cô chú. Rồi tan tròn nụ nó mới to ra. Nhưng mà nó được cái là nó vàng nó thật nha cô chú. Đây. Nụ chắc. Nụ chắc. Rồi chiều cao cây này nó được 96 nha cô chú. Nụ vàng chắc thì là đỡ đỉnh ha. Rồi tán ngang rồi nó được 96 luôn. Kẹo luôn. Cái này anh cô chú thấy nó nụ nhỏ nha. Nếu mà nó thằng này nở là từ 4 bông tới 6 bông cô chú, nó chắc đi lắm chắc nha. Đây lá ra thì nó mới nở phì cái nút lên cho chú chị bạn. Nụ cái nụ già, cái nụ già nó rất là vàng. Quan trọng nụ này nè, màu này đẹp. Để em đo hoành nè. Em này có một cái dáng siêu siêu. Nụ nở siêu đế nở. Rồi hoành nó được 26 lên đây. Đây vị trí này nghe cô chú. Rồi hoành 26 chú chị ba ơi. Nhìn ha. Nhìn lực cũng lạ lạ cái nha. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú cũng giá 21 lên. Rồi giá 21 chú chị ba ơi. Em bao ship toàn quá, em ship cái chậu nha. A18 ha. A18. 18. À. Rồi đúng là A18. Rồi em đổi cây luôn lên. Rồi phép đổi cây chú chị ba ơi. Rồi A19 là một em Thủ Đức nó lên đây. Ba mùa. Em này có một cái củ đế tròn do nha cô chú. Củ nở nổi luôn tròn do nè. Liền tốt. Rồi em đo hoành luôn. Cái này thì em đo chân cộng dây đi, em đo cái củ đi. Đo củ vậy hả? Ừ, cái củ nó có dây cô chú. Rồi cái củ được 10 cô chú. Rồi củ 10. Nụ thì bao la. Rồi luôn. Chiều cao cái này nó cao nha, cái chiều cao nó tới 64 cô chú ơi. Tán ngang thì được 60 nha. Nụ kẹo luôn. Rồi cái này em cũng giao lưu của chú cũng là giá 300 lên. Rồi cái này giá 300 chú chị ba. Rồi. Ồ giáo này bông gió mà nó kín. Cái này bán gì cho 80. Anh em mình về mình mới biết chơi cũng được, mình chơi Tết luôn nha. Rồi thêm thì hàng này nó rất là chuẩn nha. Rồi em đổi cây luôn. Thêm một số A20. Rồi A20 là một em Đa Phúc lên đây. Rồi một em Đa Phúc của chú chị ba tàn tròn này. Cây đó nữa thôi. Đẹp luôn ha. Này gốc nở nha chú chị ba. Gốc nở nha. Rồi sẵn em đo hoành luôn. Rồi hoành nó được 21 lên đây. Rồi hoành 21. Này gấp nở đẹp luôn chú chị bạn. Cái này nó ghép mấy con 5 rưỡi mà cô chú nó thấy nó liền đầu luôn nha. Đằng tròn. Quá trời nút con này cô chú chị bạn. Rồi ơi. Chiều cao rồi được 93. Nó thằng giáo từ 8 đến 15, 16 cánh đó cô chú chị bạn. Rồi tán ngang rồi nó được 100 nha. Bông chùm. Này kẹo luôn. Nụ rất là đỉnh luôn chú. Rồi cái này. To sáng, vàng đẹp. Kẹo luôn chú chị bạn nè. Đều luôn nè. Thời điểm này lá xấu là nó mới nụ nó mới đẹp lên chú chị bạn. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú cũng là giá 2 triệu nha Linh. Cây A20. A20 giá 2 triệu chú chị bạn ơi. Em đổi cây luôn. Đẹp ha. Rồi phép đổi cây chú chị bạn ơi. Đây một cây. Rồi A21 là muốn một cây cuối cùng nữa Linh. Là một em đại lộc nha. Đại lộc chú chị bạn ơi. Đại lộc. Em này thì có một cái củ đế đứng nha. Quá trời đẹp luôn. Củ nở. Dán trực thẳng luôn. Em này thì em mới ghép cũng được 5 của chú ơi. Nói chung năm nay mình chơi bông thì cũng ok nha. Nói chung thì nó có bông rồi đó. Bông nhiều, nụ nhiều nè. Mình chơi rồi năm sau mình giữ lại nè. Nụ rất là nhiều nè. Rồi cái này. Tròn do đại lộc thì cô chú biết rồi, nó là siêu nụ nha. Bông cũng lục là chùm nha chú chị bạn. Cũng từ 4 rồi, bông. Chiều cao nó cây này thì nó được 94 nha cô chú. Kẹo luôn. Chiều cao 94 chú chị bạn ơi. Tán ngang nó được 80 nha. Quá trời. To sáng nha chú chị bạn. Bự. Rồi hoành thang em đo vị trí này được 36 nha chú. Rồi hoành 36 chú chị bạn. Em đo tổng xuống cái củ đế đặt nha. Tổng cái nồi đế luôn chứ. Rồi tổng nồi đế ở được 81 nha chú. Rồi. 81. 80 đi. Cho 80. Lực nở, dán trực thẳng luôn.
Rồi cây A21 này em cũng giao lưu với cô chú là giá là 4 triệu 2 nha. Rồi giá 4 triệu 2 đại lộc hơn chứ chị bạn ơi. Em bao ship toàn quốc. Quá cái trời. Này thì em không ship chậu cô chú. Đẹp. Nói chung thì cây này ship chậu thì cô chú phụ em thêm 100 ngàn tiền ship nha. Rất là đẹp chứ chị bạn. 4 triệu 2. 4 triệu 2. Mã số A21. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng luôn nha. Rồi. Ok luôn. Cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú bỏ chút ít thời gian theo dõi cái clip em nha. Thì sẵn đây năm mới Tết đến này thì em xin chúc cô chú một năm thật tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng cảm ơn và hẹn gặp lại anh lên đây. Rồi xin chào Tình chia sẻ luôn. Dạ cảm ơn cô chú bỏ thời gian xem. Hợp nhãn cái nào liên hệ trực tiếp với Tình Phúc kênh chú chị bạn ơi. Ở đây cũng vườn cũng còn những cái bự ha, chưa có lên clip ha. Thì cô chú chị hợp nhãn thì liên hệ luôn. Hàng như cái này đi. Mình gặp cái nào mà hốc cái nấy ha. To đẹp củ bự nụ kẹo này là cái đại lộc của chú chị bạn đó, như cái này cô chú chị em hết hồn ha, to sáng quá trời nút luôn này đại lộc của chú chị bạn đó. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn ơi.